nóng. Cụ Tổng tắt thở, Tô Chủ tịch khoác long bào thượng triều. Đầu giờ chiều ngày 18 tháng 7, báo chí nhà nước đồng loạt đăng bản tin Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung quan trọng nhất trong bản tin này có hai ý chính như: thứ nhất là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo chủ chốt thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư. Thứ nhì, Bộ Chính trị phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Thông tin công khai không nói gì về cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, thông tin nội bộ thì cho biết Tổng Trọng đã chết não, Trung ương Đảng và gia đình Tổng Trọng đang chuẩn bị lo hậu sự. Thông tin chính thức có thể sẽ đến trễ một vài ngày so với những thông tin đầu tiên này. Như vậy, xem như cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc và Tô Lâm là người nắm lấy vai trò Tổng Bí thư vào lúc này. Tuy chưa chính thức nhưng ai cũng nghĩ chắc chắn chức Tổng Bí thư không thể thoát khỏi bàn tay của Tô Lâm. Lẽ ra Tổng Trọng đã tắt thở sớm hơn, nhưng do ông được các y bác sĩ giỏi của Tập Cận Bình cử sang chăm sóc để kéo dài sức khỏe cho ông. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm mắt để lại một Đảng Cộng sản Việt Nam hỗn độn. Tô Lâm là người không nằm trong dự định chuyển ngôi của ông Tổng, nhưng đã là người chiến thắng. Các nhóm lợi ích che chở mà ông Tổng đã từng làm đã không còn cơ hội để chiếm lấy chiếc ghế do ông để lại, và cuối cùng phải vượt vào tay Tô Lâm. Nếu ông Trọng không tham quyền cố vị, cố bám lên ghế Tổng Bí thư cho đến chết, mà thay vào đó ông nhẹ nhàng rút lui sớm, rồi nhường chỗ cho Vương Đình Huệ, thì Tô Lâm đã không còn cơ hội để thực hiện cuộc đảo chính mềm này. Sau khi ông chết đi thì cái di sản gây dựng bao nhiêu năm này sẽ trở thành mục tiêu đánh phá của nhân vật chiếm ngôi ông. Trước khi chết, dù nằm giường bệnh, ông vẫn cố ra sức gồng gánh để vá những lỗ thủng lớn trong Ban Bí thư do Tô Lâm gây ra. Tưởng rằng ông có thể sống đến hết nhiệm kỳ để tái lập sức mạnh cho Ban Bí thư, thế nhưng ông đã ra đi sớm hơn mong đợi cùng những đàn con trong Ban Bí thư rất nhiều. Tướng Lương Cường cũng không đủ thời gian củng cố sức mạnh cho riêng mình để tiếp quản quyền Tổng Bí thư thay cho ông. Mọi thứ đã quá muộn. Giờ đây mỗi người trong Ban Bí thư phải tự lo liệu cho bản thân trước nanh vuốt của Tô Lâm. Một nền chính trị để cho một ông già bệnh tật cầm quyền rồi chết ngay trên ghế là nền chính trị thối nát. Quyền lực toàn đảng không đủ để buộc tội ông già sắp chết phải rời ghế, đấy là bi kịch cho một quốc gia. Và đấy cũng là tiền lệ cho người kế nhiệm sau này. Kế nhiệm ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là Tô Lâm. Từ đầu Tô Lâm không được Tổng Trọng chọn, mong dùng sức mạnh để giành lấy chiếc ghế này. Vì thế rất có thể Tô Lâm cũng sẽ là một Nguyễn Phú Trọng thứ hai, ngồi lì trên ghế cho đến chết. Nhưng so với Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm tàn bạo hơn rất nhiều. Như vậy, cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam một tiền lệ rất xấu, là tiền lệ tranh quyền đoạt lợi cho mọi chiếc ghế. Từ đây chiếc ghế Tổng Bí thư sẽ là của nhóm Hưng Yên. Nếu nhóm nào khác muốn có chiếc ghế này thì phải thực hiện một cuộc đảo chính mềm tiếp theo, thậm chí sẽ trả giá là cả đảo chính bằng vũ lực. Hậu Nguyễn Phú Trọng, võ đài chính trị Việt Nam sẽ chuyển sang trang mới, đấu đá khốc liệt hơn, tàn nhẫn hơn để giành nhau từng vị trí. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Nóng, cụ Tổng tắt thở, Tô Chủ tịch khoác long bào thượng triều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Lương Tam Quang lên, Đinh Tiến Dũng xuống, nhóm Ninh Bình như rắn mất đầu. Nhóm Ninh Bình lâu nay vẫn là nhóm lợi ích mạnh, từ thời ông Trần Đại Quang cho tới hiện nay, nhóm này luôn có ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, vì người đứng đầu nhóm không muốn đầu quân trong Tổng Trọng, nên người ở vị trí cao nhất trong nhóm đã bị ngã ngựa giữa nhiệm kỳ. Có lẽ nếu ông Trần Đại Quang chịu đầu quân cho Nguyễn Phú Trọng, ông đã không phải nhận cái kết án bi thảm đến như thế. Cứ như một nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh,
tận tụy phục vụ ông Trọng, rồi dựa vào thế che chở của ông mà nuôi cho nhóm ngày thêm lớn mạnh. Mới đây, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã bị loại khỏi vũ đài chính trị. Như vậy, Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất người Ninh Bình đã bị loại. Xem ra nhóm Ninh Bình khó có chỗ nào để mà bám víu. Hiện nay có 6 ủy viên Trung ương Đảng gốc Ninh Bình, trong đó Trần Quốc Tỏ được xem là người có tiếng nói mạnh nhất, có khả năng vào Bộ Chính trị cao hơn cả, thì cũng đã trở thành người thua cuộc. Bộ Công an vốn là lãnh địa của ông Tô Lâm. Trong lúc đó, cả Bộ Chính trị muốn ngăn cản Tô Lâm đưa Lương Tam Quang lên làm Bộ trưởng, mà Trần Quốc Tỏ không tận dụng được cơ hội, thì giờ đây xem như ông Tỏ đã là kẻ thua cuộc. Mặc dù là Thứ trưởng Thường trực của Bộ Công an rất gần với vị trí Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông Tỏ bị điều kiện tuổi tác ngăn cản vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Nhóm Ninh Bình vốn có truyền thống dựa vào Bộ Công an và nhóm Hưng Yên cũng như thế. Trước đây, nếu ông Trần Đại Quang chịu đổ quân cho phe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì sẽ không có Tô Lâm như ngày nay. Bộ Công an sẽ là Bộ Ninh Bình, chứ không phải là Bộ Hưng Yên như bây giờ. Vì tham vọng chính trị mà Trần Đại Quang đi sai nước cờ, khiến giờ đây nhóm Ninh Bình phải chịu lép vế trước nhóm Hưng Yên. Tại Bộ Công an, Tô Lâm cho Lương Công Quang chặn đường tiến thân của ông Trần Quốc Tỏ. Tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tô Lâm cho Nguyễn Duy Ngọc chặn đường Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chính Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, là người Ninh Bình. Chưa hết, ông Tô Lâm cũng cho đánh mạnh vào Ban Nội chính Trung ương. Việc bắt giữ Nguyễn Văn Yên, cấp phó của Phan Đình Trạc, cho thấy những cấp phó khác của ông Trạc cũng không dễ bề yên thân với Tô Lâm cho được. Được biết, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cũng là người Ninh Bình. Dựa trên số lượng ủy viên Trung ương Đảng, Ninh Bình là một trong những nhóm có nhiều ủy viên, cùng với Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hưng Yên. Trong đó, nhóm Hưng Yên muốn đè đầu nhóm Ninh Bình cùng với nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh đang chống trả quyết liệt, còn nhóm Ninh Bình xem ra không đủ lực để tự bảo vệ chính mình. Nguyên nhân là nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh được ông Tổng Bí thư che chở, còn nhóm Ninh Bình thì phải tự thân vận động. Triệt được Trần Quốc Tỏ xem như vào nhiệm kỳ sau Ninh Bình không còn ai có thể vào được Bộ Chính trị. Từ đó, Tô Lâm có thể yên tâm với nhóm Ninh Bình mà dồn lực để chiến đấu với nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Tương lai của nhóm Ninh Bình đang tối như đêm 30, bởi ông Trần Quốc Tỏ không có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình. Thời Trần Đại Quang làm Bộ trưởng, ông cũng vận động em trai mình đi theo con đường như Phạm Minh Chính, tức là rời bỏ Bộ Công an để nắm vị trí bí thư một tỉnh, sau đó trở về Trung ương và vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, Trần Quốc Tỏ không phải là Phạm Minh Chính, nên sau khi rời Bộ Công an thì không thể trụ vững, mà sau đó phải trở về Bộ Công an để mà nương tựa. Nhưng khi ông Tỏ trở về Bộ Công an thì là lúc bộ này đã nằm gọn trong tay của Tô Lâm. Trần Quốc Tỏ được bố trí cho vị trí Thứ trưởng Thường trực, nhưng lại không có thực quyền. Cuối cùng phải chịu thua Lương Tam Quang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Lương Tam Quang lên, Đinh Tiến Dũng xuống, nhóm Ninh Bình như rắn không đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.